Số 0. Số 0. Số 1. Một chim cuốn mèo. Số 2. Hai búp bê. Số 3. Ba con gấu. Số 4. Bốn con ruồi. Số 5. Năm cái ghế. Số 6. Sáu con sư tử. Số 7. Bảy hình khối. Số 8. Tám con châu chấu. Số 9. Chín hình ngũ giác. Số 10. 10 con gấu trúc. Số 11. 11 con thỏ. Số 12. 12 con sư tử. Số 13. 13 cây thước. Số 14. 14 cây kem. Số 15. 15 con thỏ. Số 16. 16 quả bóng. Số 17. 17 quả bóng. Số 18. 18 hình tam giác. Số 19. 19 con khỉ. Số 20. 20 hình vuông. Số 0. Tuyệt vời không? Tuyệt vời một. Đúng rồi, hai. Giỏi quá, ba. Tuyệt vời, bốn. Giỏi quá, năm. Giỏi quá, sáu. Tuyệt vời, bảy. Giỏi quá, tám. Tuyệt vời, chín. Bé đếm được bao nhiêu trái xoài? Sai rồi, sai rồi, đúng rồi.
10. Bé đếm được bao nhiêu cái ghế? Tuyệt vời! Mười một. Bé đếm được bao nhiêu con vẹt? Giỏi quá! Mười ba. Có bao nhiêu búp bê trong hình? Giỏi quá! 15. Bé đếm được bao nhiêu con cua? Sai rồi, sai rồi. Tuyệt vời! 20. Bé đếm được bao nhiêu sư tử biển? Đúng rồi! 14. Bé đếm được bao nhiêu cái ghế? Sai rồi! Sai rồi! Đúng rồi! 9. Bé đếm được bao nhiêu cái tivi? Sai rồi! Đúng rồi! 9. Có bao nhiêu cây kem trong hình? Tuyệt vời! 7. Bé đếm được bao nhiêu xe đồ chơi? Đúng rồi! 9. Bé đếm được bao nhiêu chim cú mèo? Sai rồi! Đúng rồi! 17. Bé đếm được bao nhiêu củ cà rốt? Tuyệt vời! 9. Bé đếm được bao nhiêu bong bóng? Tuyệt vời! 5. Bé đếm được bao nhiêu bong bóng? 18. Bé đếm được bao nhiêu máy bay? Sai rồi! Đúng rồi! 19. Có bao nhiêu trái dưa hấu trong hình? Đúng rồi! 4. Bé đếm được bao nhiêu sao biển? Sai rồi! Đúng rồi! 9. Bé đếm được bao nhiêu con sư tử?
Giỏi quá. Tám. Bé đếm được bao nhiêu con vẹt? Đúng rồi. Bảy. Có bao nhiêu hình chữ nhật trong hình? Giỏi quá. Một. Có bao nhiêu con lừa trong hình? Đúng rồi. Tám. Bé đếm được bao nhiêu xe lửa? Tuyệt vời. Sáu. Có bao nhiêu cây kem trong hình? Sai rồi. Sai rồi. Đúng rồi. Mười sáu. Có bao nhiêu bong bóng trong hình? Giỏi quá. Hai.